Xin chào các bạn, một lần nữa chúng ta lại được gặp nhau để thưởng thức trận đấu cực kỳ hấp dẫn sắp diễn ra. Đây hẳn là một trận so tài vô cùng kịch tính và khốc liệt. Hãy cùng đón chờ xem. Rất vui khi được đồng hành cùng với nhân vật bên cạnh tôi đây. Chào anh. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình bình luận bóng đá. Có thể nói không khí trên khắp các khán đài đang rất sôi sục và chúng ta hãy cùng hy vọng đây sẽ là trận cầu hấp dẫn và công hiến. Và đây là đội hình thi đấu của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Và như vậy trận đấu đã được bắt đầu. Đội giao bóng trước sẽ chiếm giữ khung thành bên trái màn ảnh nhỏ của các bạn. Pha cắt bóng rất kinh nghiệm. Phan Văn Đức. Patio. Ý đồ khá tốt. Và thế là họ đã làm mất bóng. Thanh Hải. Thanh Hải. Đó là một tình huống phạm lỗi rất nguy hiểm. Một quả ném biên. Không thành công. Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Chuyền bóng. Phan Văn Đức. Cú sút. Pha giải nghi rất đúng lúc. Cơ hội dứt điểm. Trọng tài biên đã căng cờ báo biệt vị. Một tình huống mà trọng tài đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Patio. Thanh Hải. Đồng đội ở phía trên đang có vị trí rất thuận lợi. Bật bài rất hay. Những pha chuyền bóng rất bài bản ở giữa sân. Phan Văn Đức. Anh sẽ làm gì đây? Triển khai tấn công. Phan Văn Đức. Rất nguy hiểm. Chọc khe. Bóng đã đi hết đường biên và sẽ có một tình huống phát bóng lên cho thủ môn. Thank you.
đối phương đã bắt bài và cản phá thành công. Đình Đồng phối hợp khá ăn ý. Ngọc Thịnh chọc ghê, nguy hiểm, không thể đánh bại được thủ môn. Phan Văn Đức ba đồng đội đang đợi bóng, chuyền bóng chọc ghê. Phan Văn Đức khoảng trống. Patio Patio bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Patio đó là một hiệp thi đấu quyết liệt với cả hai đội và họ thật sự rất tương đồng ở nhiều mặt. Đường truyền rất tốt và phá bóng rất tốt. Phá bóng rất đúng lúc. Chuyền bóng. Đình Đồng có thể phối hợp với đồng đội ở phía trước. Patio sức dưới tuyệt vời. Sẽ có một tình huống ngã biên. Xuân Mạnh Văn Đức. Và như vậy hiệp 1 đã khép lại. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những sự thay đổi sau 15 phút giờ nghỉ giữa hai hiệp. Tỷ số của trận đấu vẫn đang là 0 và 0. Như vậy là hiệp 2 đã bắt đầu. Trong bóng đá hiện đại thì những cái đầu thiên tài của các huấn luyện viên kiệt xuất như Pep Guardiola hay Alex Ferguson và Mourinho luôn có tính chất quyết định tới thành bại của mỗi câu lạc bộ. Đình Đồng Đức Trinh Đình Đồng Đức Trinh đường truyền về cho thủ môn. Phan Văn Đức đồng đội ở phía trên đang có vị trí rất thuận lợi. Dứt điểm đi. Ý đồ khá tốt. Phan Văn Đức rất nỗ lực phối hợp khá ăn ý. Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Đức Trinh khả năng đặt tình huống tuyệt vời đã giúp cầu thủ này chặn được đường truyền vừa rồi.
về mất bóng rồi. Chuyền bóng tốt. Có thể phối hợp với đồng đội ở phía trước. Chuyền bóng. Một cú sút. Và như vậy là huấn luyện viên quyết định tung ra sân một cầu thủ mới. Bàn thắng có lẽ sẽ giúp họ dễ dàng hơn trong việc triển khai thế trận theo cách của mình. Trong một thế trận như thế này thì có thể phát huy hơn nữa những đường truyền từ cánh và trung lộ. Chọc khe. Một quả ném biên. Sẽ có sự thay đổi người. Những pha chuyền bóng rất bài bản ở giữa sân. Rất tốt. Đấy đâu. Không thành công. Thanh Hải. Hồ Phúc Tinh. Đường truyền rất sáng tạo. Liên tiếp là những tình huống tranh chấp rất quyết liệt. Tuyến giữa của hai đội đang hoạt động rất tích cực và linh hoạt. Chuyền bóng. Pha giải nghi rất đúng lúc. Hồ Phúc Tinh. Đọc tình huống rất tốt. Thanh Hải. Trận bóng rất tốt. Pha ngăn chặn kịp thời. Thời gian thi đấu của trận đấu không còn nhiều. Xuân Minh. Pha xử lý rất hay. Và bóng rất đúng lúc. Đường truyền rất sáng tạo. Bóng đã được phát ra. Phan Văn Đức. Đường truyền đã bị chặn lại. Một tình huống làm thoát tim các cổ động viên. Trận đấu đã kết thúc.
chắn sau trận đấu này, cả hai huấn luyện viên sẽ phải có cái nhìn khác về đối thủ của mình. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình lần sau.